Cô mến chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ dạy các em môn tiếng Việt tuần 17, vườn ươm. Bài 1, yên, yên. Các em hãy mở sách tiếng Việt trang 170 cùng theo dõi bài học ngày hôm nay nhé. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các em quan sát tranh và cho cô biết em nhìn thấy gì trong bức tranh này. Cô nhìn thấy cái giếng, cây sầu riêng. Trên cây sầu riêng có rất nhiều quả sầu riêng và chim yển. Cô có các từ sầu riêng, cái giếng, chim yển. Trong từ sầu riêng, tiếng riêng chứa vần yên, có chữ y ngắn. Cái giếng, tiếng giếng chứa vần yên, có chữ y ngắn. Chim yển, tiếng yển chứa vần yên, có chữ y dài. Các em cùng đọc lại một lần nữa với cô nha. Sầu riêng, cái giếng, chim yển. Cô giới thiệu, đây là vần yên có chữ y ngắn. Vần yên gồm âm đôi ie đứng trước, âm ngờ đứng sau. Âm đôi ie được thể hiện bằng chữ y ngắn. Các em nghe cô đánh vần. Ie, ngờ, yên, yên. Ie, ngờ, yên, yên. Các em đánh vần lại. Cô đố các em, quả gì xuất hiện trên màn hình đây? À, đó là quả sầu riêng. Cô có từ sầu riêng. Trong từ sầu riêng, tiếng riêng chứa vần yên hôm nay chúng ta học. Cô mời các em nghe cô đánh vần. R yên riêng, riêng. R yên riêng, riêng. Tiếng riêng gồm âm R đứng trước, vần yên đứng sau. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc lại phần trên màn hình nha. I, E, N, yên, yên. R, yên riêng, riêng. Sầu riêng. Cô giới thiệu đây là vần yên có chữ Y dài. Vần yên có chữ Y dài gồm âm đôi IE đứng trước, âm ngờ đứng sau. Âm đôi IE, âm Y được thể hiện là chữ Y dài. Cô mời các em nghe cô đánh vần. IE, ngờ, yên, yên. IE, ngờ, yên, yên. Cô xin giới thiệu, đây là con yển. Trong từ con yển, tiếng yển chứa vần yên y dài. Tiếng yển gồm vần yên và dấu hỏi trên đầu âm e. Các em nghe cô đánh vần. Yên hỏi yển, yển. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc lại phần trên màn hình. Y e ngờ yên, yên. Yên hỏi yển, yển. Con yển. Các em hãy tìm ra điểm giống nhau và khác nhau của hai vần dưới đây. À, chúng ta thấy hai vần này có điểm giống nhau, đó là đều phát âm là yên và có âm cuối ngờ. Điểm khác nhau đó là vần yên bên tay trái của cô được thể hiện bằng âm đôi ie là âm y ngắn. Vần yên bên tay phải có âm đôi ie được thể hiện là âm y dài. Tiếp theo, cô mời các em hãy tìm ngoài bài các tiếng có chứa vần yên, y ngắn. Cô xin giới thiệu ba từ có tiếng chứa vần yên, y ngắn. Đó là từ thiêng liêng, tiếng Việt, lười biếng. Còn rất nhiều từ có tiếng chứa vần yên, các em hãy tìm sao nhé. Từ chứa vần yên, y dài trong tiếng Việt rất hiếm xuất hiện.
cho nên cô không giới thiệu ở đây. Bây giờ cô mời các em quan sát trang 171, các em nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy cái giếng. Và cô giới thiệu với các em, đây là cây rìền đỏ. Cây này là một loại cây thuốc, toàn thân và củ có màu tím, hoa màu đỏ, lá có hình phiến, vị nhạt, hơi ngọt, có tác dụng phòng chống các bệnh lý về tim mạch. Tiếp theo, các em nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy một ông cụ, người dân tộc, đang gõ chiêng. Chiêng là một nhạc cụ có dạng hình tròn, ở giữa có núm. Nhạc cụ này sẽ được sử dụng vào các lễ hội của người dân tộc. Cô có từ gõ chiêng. Cuối cùng, cô nhìn thấy một cái kiển có dáng nghiêng. Cô có từ dáng nghiêng. Các từ cái giếng, rìền đỏ, gõ chiêng, dáng nghiêng đều có chứa vần yên, có chữ y ngắn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đánh vần. Cờ ai cai sắc cái, di yên riêng sắc giếng, cái giếng, rờ yên riêng quyền riền, đờ o đo hội đỏ, riền đỏ, gờ o go ngã gõ, chờ yên chiên, gõ chiên, giờ an giang sắc dán, ngờ yên nghiêng, dán nghiêng. Các em cùng đọc lại một lần với cô nha. Cái giếng, riền đỏ, gõ chiên, dán nghiêng. Các em có thể dừng video để luyện đọc lại các từ này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc. Bài đọc ngày hôm nay có tựa đề là Bất ngờ. Các em hãy nhìn vào sách và lắng nghe cô đọc mẫu. Bất ngờ, vừa vào ngõ, bé nghe tiếng kêu: Bà ơi, có khách, có khách. Bé hỏi: Bà ơi, ai gọi bà vậy? Cháu của bà đó. Bà vừa tưới nước cho đám rìền đỏ, vừa cười. Ồ, thì ra là tiếng chú Yển. Chú đang nghiêng đầu nhìn bé như muốn hỏi: Bạn cũng là cháu của bà à? Ở bài đọc này, có một số từ cô muốn luyện đọc cho các em. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu và đọc theo cô. Tiếng kêu, tưới nước, rìền đỏ, chú Yển, nghiêng đầu. Để đọc tốt bài đọc này, các em hãy lắng nghe cô hướng dẫn để luyện đọc từng câu nha. Vừa vào ngõ, bé nghe tiếng kêu: Bà ơi, có khách, có khách. Bé hỏi: Bà ơi, ai gọi bà vậy? Cháu của bà đó. Bà vừa tưới nước cho đám rìền đỏ, vừa cười. Ồ, thì ra là tiếng chú Yển. Chú đang nghiêng đầu nhìn bé như muốn hỏi: Bạn cũng là cháu của bà à? Cô mời các em ngừng video ở đây và luyện đọc cho thành thạo nhé. Cô đố các em, ở bài đọc này, tiếng nào chứa vần hôm nay chúng ta đang học? Các em hãy nhìn lên màn hình, đây là đáp án của cô. Cô chúc mừng các bạn có đáp án giống cô nha. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của bài đọc này nha. Chú chim Yển trong bài đọc có gì đặc biệt? Câu trả lời của cô đó là:
Chú chim yển trong bài biết nói tiếng người và biết gọi bà khi có khách. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Về nhà các em hãy luyện đọc bài này lại để chúng ta có kỹ năng đọc tốt. Bây giờ cô chào tạm biệt các em. Chúc các em có nhiều sức khỏe.